Chuyện dài đếm những mảnh tình cuốn ba mặt A. Bà chủ tiệm thấy Mỹ to tiếng với Lộc, ngơ ngác nhìn Lộc rồi hỏi: Thưa ông cần gì? Lộc phân bua: Cô Mỹ là bạn tôi ghé thăm thôi ạ. Nhưng Mỹ quát lớn: Tôi không biết ông là ai, ông đừng nói láo, đi ra đi. Và nàng quay lại thưa với bà chủ: Bà kêu cảnh sát giùm tôi đi, ông này làm phiền tôi quá. Lộc lủi thủi quay ra cửa, cơn giận ứ lên tới cổ, nhưng gã tự trách mình có lỗi nên chỉ biết thở dài bước đi. Gã trở về ô tên nằm chờ và định bụng chiều nay sẽ trở lại đón Mỹ lúc tiệm nàng đóng cửa. 5 giờ chiều, Lộc đón xe trở lại tiệm của Mỹ. Gã đứng nép vào chỗ cũ chờ đợi. Lộc cương quyết năn nỉ Mỹ một lần nữa: Nếu nàng không siêu lòng thì sáng mai sẽ trở lại Washington DC và vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến Mỹ nữa. 6 giờ, Mỹ đeo bóp bước ra khóa cửa. Lộc hồi hộp đứng dậy, nhưng Trình cũng vừa dừng xe tiến vào gặp Mỹ. Thoáng thấy bóng Lộc, Mỹ vội vàng khoác tay Trình, âu yếm lôi chàng đi ngang chỗ Lộc đứng. Trình ngượng ngùng toan gỡ tay Mỹ ra, nhưng Mỹ càng níu chặt hơn để cố tình trừng trị Lộc. Lộc đứng lặng người, rơm rớm nước mắt trông theo. Mỹ nép sát vào người Trình, cất giọng cười trong trẻo, âm thanh sắc như mảnh thủy tinh đâm vào tim Lộc. Chui vào xe, Mỹ ngoái đầu trông lại. Lộc tuyệt vọng đứng dựa vào tường, đôi chân muốn quỳ xuống. Phải giết con đàn bà này mới hạ giận, đâm cho nó một nhát rồi muốn ra sao cũng được. Lộc nghiến răng nguyền rủa rồi thất thểu bước ra đường, đón xe trở về khách sạn. Gã nằm thở một lúc rồi ngồi dậy, moi hết tiền túi ra đếm lại. Ngày mai phải rời Oten rồi tới hãng máy bay mua vé standby trở về chốn cũ. Suy tính một hồi, Lộc bình tâm nhớ lại buổi gặp gỡ sáng nay với Mỹ. Lời trách móc của Mỹ quả không sai: Tôi bỏ chồng theo anh mà anh có coi tôi ra gì đâu. Rõ ràng Mỹ chưa ghét Lộc, chỉ tức vì bị Lộc coi thường mà thôi. Giả như con mẹ chủ tiệm quần áo không xuất hiện, Lộc năn nỉ một hồi thì chắc Mỹ đã siêu lòng. Nếu thế thì cứ nán lại thành phố này một hai hôm nữa xem sao. Trở về DC lúc này là một cực hình nhục nhã. Lộc hình dung ra cha mẹ sẽ não nề nhìn đứa con thất bại quay về quấy phá sự nghiệp của mình. Bạn bè sẽ cười cợt Lộc ôm đầu máu, đi không rồi lại về không. Lộc đi tới đi lui trong phòng, tính toán một lúc rồi lấy hết can đảm gọi điện thoại cho Mỹ. Tay gã cầm ống nghe run lên bần bật vì hồi hộp. Vừa nghe tiếng nói hello, Lộc sợ nàng cúp phone nên nói thật nhanh: Mỹ, em cho anh nói chuyện một lần này thôi, rồi sáng mai anh sẽ trở về DC, không bao giờ liên lạc với em nữa. Mỹ im lặng mấy giây, đưa mắt nhìn vào phòng ngủ của Trình, biết Trình đang nghe nhạc trong đó. Mỹ trả lời Lộc: Anh còn gì để nói với tôi nữa? Câu mở đầu của Mỹ làm Lộc chứa chan hy vọng. Gã run run tiếp: Anh biết em hiểu lầm anh, chắc có đứa nào ghét anh, nói xấu anh với em. Lộc tiếp tục phân trần, nhưng càng nghe Mỹ càng bực. Giả như Lộc thú nhận cái tội chạy theo cô ca sĩ thì may ra Mỹ còn có thể nương tay tha cho gã. Đằng này Lộc cứ chối quanh, mặc dầu Mỹ đã biết rất rõ. Chiều nay sau khi chia tay Lộc ở tiệm quần áo, Mỹ về nhà lục lại lá thư cũ. Tuy giận Lộc nhưng nhớ đến nét mặt thảm não của gã, Mỹ có nguôi ngoai phần nào và định bụng rằng nếu Lộc thành thật xin lỗi thì Mỹ sẽ nói thẳng với gã là liên hệ hai người đã dứt để gã an tâm tìm hình bóng khác. Nhưng tiếc thay Lộc vẫn dối trá. Mỹ ứa gan chờ Lộc nói rồi gắng dằn cơn giận và bảo Lộc: Thôi anh Lộc à, anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu. Lộc van xin: Em cho anh gặp một lần cuối, một lần thôi, tội nghiệp anh. Mỹ im lặng một chút rồi hỏi: Anh đang ở đâu? Lộc nói như reo: Anh ở Holiday Inn, chỗ anh với em gặp nhau kỳ trước. Bây giờ anh đón xe ra để em coi chỗ nào cho tiện nào. Anh đến số 1829 đường số 9 West, ở đó có cái quán cà phê, anh ra đó ngồi chờ em. Lộc ghi vội cái địa chỉ tưởng tượng Mỹ vừa đọc rồi hăm hở nói: Anh ra ngay, cảm ơn Mỹ nhiều lắm, anh đi ngay bây giờ đây. Mỹ lại thêm: Từ chỗ anh đến đó hơi xa đấy. Lộc hớn hở: Xa bao nhiêu cũng được, anh sẽ chờ em ở đó. Mỹ gác phone rồi rút luôn sợi dây điện thoại ra khỏi chấu cắm. Nàng vào phòng tắm thay đồ ngủ, nàng hình dung ra bóng dáng thiểu não của Lộc thơ thẩn đợi nàng ở cái địa chỉ ma không hề có trên bản đồ thành phố, để rồi cuối cùng tuyệt vọng trở về nguyền rủa nàng. Nàng gõ cửa phòng Trình, đẩy hé cánh cửa, thò đầu vào và dặn:
Này, thằng mất dạy đó có đến đây tìm tôi, anh nhớ đuổi nó đi giùm tôi nhé. Trình ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng gật đầu cho xong. Nhân câu chuyện của Mỹ, một lần nữa Trình lại phải xác nhận một chân lý mà chàng đã đọc từ lâu, là trong tình yêu, người đàn bà có thể tàn nhẫn hơn đàn ông rất nhiều. Những ngày kế tiếp, quả nhiên Lộc không còn liên lạc với Mỹ nữa. Cuộc sống của nàng phẳng lặng trở lại, chung sống với Trình, nhưng giữa hai người không có chuyện gì xảy ra. Một lần Trình bị cúm, không đi làm được, chàng phải nằm nhà đến cả mấy ngày. Cơn bệnh chẳng có gì nguy hiểm, nhưng kinh nghiệm cho thấy mỗi lần bị cúm, chàng thường phải nghỉ việc cả tuần lễ mới dứt hẳn. Buổi chiều hôm ấy, Trình ngồi dậy ngó qua cửa sổ, nắng hoàng hôn chạy dài trên sân cỏ nhà hàng xóm. Sau một giấc ngủ đẫy giấc, Trình thấy cơn nhức đầu giảm hẳn đi và bụng cồn cào đói. Chàng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang tiến lại gần, rồi tiếng chìa khóa tra vào ổ. Chàng ngước nhìn đồng hồ trên tường và buột miệng nói nhỏ: 7 giờ rồi kìa. Mỹ vừa đi làm về, theo thói quen khẽ xoay nắm cửa phòng ngủ của Trình, mở hé thò đầu vào xem Trình thức hay ngủ, còn sống hay đã chết. Nàng giơ bàn tay trái vẫy vẫy và hỏi: Đỡ chưa anh? Trình nở nụ cười mệt mỏi: Vẫn vậy. Mỹ than: Ngày nào anh cũng nằm im ỉm như bà đẻ, chán quá. Để tôi đi tắm một cái đã, rồi tôi chữa bệnh cho anh. Dứt lời, Mỹ khép cửa lại và vào phòng tắm. Trình lại ngả người nằm xuống và thốt nhớ đến Dục. Thời gian vùn vụt trôi thấm thoát, Dục vắng nhà đã gần 1 năm. Mọi dò hỏi của Trình đều vô hiệu. Một loạt nhắn tin trên báo, Trình biết là sẽ chẳng mang lại kết quả gì, nhưng vẫn làm để đỡ áy náy lương tâm. Bên chàng, Mỹ sống nhờn như thoải mái. Hình ảnh của Dục nếu còn sót lại trong trí Mỹ, chắc chỉ là cái tên mờ nhạt của một kỷ niệm không đáng nhớ. Ở phòng tắm ra, Mỹ mặc bộ đồ trắng mỏng bằng vải thêu mang theo từ Việt Nam. Tóc nàng bới cao, lấm tấm vài giọt nước đọng ở sau gáy. Nàng đến bên giường Trình và bảo: Cũng không có bác sĩ nào chữa được cả đâu, phải chữa theo lối Việt Nam mới hết được. Trình ngồi dậy, kéo chăn đắp ngang bụng và nói: Lối Việt Nam là lối gì? Mỹ nhấn mạnh: Bây giờ anh đi tắm đi, tắm nước thật nóng á, tôi nấu nước cho anh xong. Trình ngờ vực: Xong là làm sao? Mỹ giải thích: Nước nấu với lại lá ngải nè, cứu nè, gừng hoặc xả nè. Rồi thì anh cởi hết quần áo ra, trùm mền ngồi bên cạnh nồi nước sôi. Trình trợn mắt ngắt lời: Cởi hết quần áo à? Mỹ cười giòn: Anh sợ phỏng à? Cởi hết quần áo nhưng ngồi bên cạnh chứ tôi có bắt anh nhảy vào nồi nước sôi đâu. Mỹ lôi tay Trình và lại Dục: Anh cứ đi tắm đi đã rồi tính sau, nếu anh sợ xong thì tôi cạo gió cho cũng được. Mỹ vào phòng tắm, vặn nước nóng đầy bồn rồi đẩy Trình vào ngâm trong đó. Nàng bắc sẵn nồi nước nóng và một nồi cháo nóng. Trong khi đó, mở tủ lạnh lấy chai dầu khoan long của Hồng Kông và đồng bạc to bản của Pháp chuyên dùng để cạo gió. Nàng chờ Trình sấy tóc xong, bảo chàng lên giường ngồi tựa lưng vào vách. Nàng quỳ bên cạnh, dùng hai ngón tay cái xoa mạnh hai bên thái dương và sống mũi Trình. Trình thấy một cảm giác êm ả truyền lan rất nhanh khắp cơ thể mình. Không biết có phải vì phương pháp trị liệu của Mỹ hữu hiệu hay vì bàn tay Mỹ lần đầu tiên ôm lấy khuôn mặt chàng. Chiếc áo mỏng manh hai đầu vú nhô lên sau lớp vải đưa mãi vào mặt Trình, khiến cơn sốt mới lúc nãy giảm đi đôi chút bây giờ lại chợt bùng lên mãnh liệt hơn. Trình nhắm mắt lại cố xua cơn dằn vặt thể xác đang lởn vởn trong đầu. Mỹ buông tay và nói: Bây giờ anh cởi áo ra đi, quay lưng lại đây. Trình lưỡng lự một phút rồi làm theo lời Mỹ. Mỹ đổ dầu nóng xoa lên lưng Trình và nói: Mai kia anh có lấy vợ nên lấy bà nào biết cạo gió, khỏi mất công đi bác sĩ đó. Trình cười theo: Vợ mà không biết cạo gió thì tôi nhờ bà hàng xóm. Bỗng Mỹ đổi đề tài nghiêm nghị bảo Trình: Tôi có cô bạn muốn đến đây ở chung với tôi, tuần tới cô ấy dọn vào. Trình lặng người không nói được tiếng nào. Có thêm một người đàn bà trẻ vào chung sống chắc cũng vui, nhưng chẳng thấy khó chịu vì Mỹ tự ý quyết định đơn phương, không hề hỏi Trình trước. Mỹ quên hẳn là chính nàng đang ở nhờ nhà Trình, và mặc dù Mỹ đi làm cả năm nay, nàng vẫn lờ hẳn việc chia tiền nhà. Nhiều chi phí khác đáng lẽ phải cưa hai, Mỹ cũng không bận tâm đóng góp với Trình. Nhưng rõ ràng Mỹ không phải là người keo kiệt. Có lẽ nàng không nộp tiền cho Trình chỉ vì nàng nghĩ rằng việc nàng còn lưu lại ở đây tự nó đã là một diễm phúc lớn cho Trình rồi. Đáng lẽ Trình còn phải trả thêm tiền để giữ chân nàng lại mới đúng. Trình hững hờ hỏi: Ai vậy? Bạn chị là ai? Lệ Dung. Trình chồm người kinh ngạc: Dung nào?
Lệ Dung nữ sĩ hả? Mỹ mỉm cười gật đầu. Trình không hỏi nữa, mặc nhiên coi như chấp thuận. Người đàn bà trẻ ấy có một thời khá nổi tiếng trong thành phố. Định mệnh lạ lùng đã an bài cho nàng. Mới 30 tuổi đã trải qua 3 đời chồng. Năm 18 nàng kết hôn với một sinh viên sĩ quan ở Thủ Đức. Vừa ra trường mấy tháng, chồng nàng chết trận trong những ngày cuối cùng của miền Nam. Nàng trở thành quả phụ ngây thơ ở cái tuổi chưa đầy 20. 4 năm sau nàng lấy con trai một ông chủ ghe để vượt biển. Người chồng ấy lâm bệnh gửi xác tại Mã Lai. Qua đến Mỹ nàng đi thêm bước nữa, nhưng cái mệnh sát phu chưa dứt, anh chồng thứ ba chỉ thọ được 2 năm bên nàng. Lệ Dung chán đời, chỉ mặc toàn đồ đen và chẳng tha thiết làm ăn gì nữa. Nàng bắt đầu làm thơ, gom góp lại được gần 100 bài. Có người gạ gẫm nàng xuất bản tập thơ để đời, nàng nhận lời và giao cho họ. Nhưng cái anh chàng in thơ cho nàng hình như không dám tin là thi phẩm của Lệ Dung sẽ được chú ý, cho nên anh phải câu khách bằng cách đặt cho tập thơ một cái tựa hết sức lôi cuốn là Anh Chết Trên Lưng Em. Cuốn sách tung ra thị trường quả nhiên làm ồn ào văn giới một thời gian. Báo chí các nơi tấp nập liên lạc xin chụp hình và phỏng vấn. Nàng thấy mình lâng lâng bay bổng. Nhưng rồi sau cái không khí nô nức buổi đầu ấy, mọi việc lại qua đi. Chuyện văn chương ở hải ngoại chỉ là trò giải sầu trong khoảnh khắc, không thể lún sâu mãi vào để đánh mất thực tế. Lệ Dung ghi danh học kế toán 2 năm và bây giờ làm thư ký cho một công ty địa ốc, văn phòng đặt kế cận tiệm quần áo mà Mỹ đứng bán. Mỗi buổi trưa hai người thường ăn chung tại tiệm fast food bên kia đường, cho nên chỉ vài tháng đã trở thành bạn thân. Cuộc đời kỳ bí của Lệ Dung với ba ông chồng chết non với một tập thơ sóng gió đã là những lôi cuốn đặc biệt đối với đầu óc tò mò của Mỹ. Chẳng những Mỹ rất thích Lệ Dung mà trong thâm sâu có nhiều phần ngưỡng phục. Nhân dịp Lệ Dung than sắp bị đuổi nhà vì ông chủ lấy lại để bán, Mỹ nhanh miệng rủ rê ngay. Hay là bà đến ở tạm với tôi? Lệ Dung tỏ ý ngần ngại. Nghe nói bà đang sống với ông Trình, có tôi chen vô kỳ lắm. Mỹ lắc đầu. Ông Trình với tôi có gì đâu. Nói đúng ra ông ấy là cục đá lạnh. Lệ Dung nói. Nhưng dù sao bà cũng phải hỏi ông ấy một tiếng đã chứ, nhà của người ta mà. Mỹ nhún vai đáp. Khỏi hỏi, bà cứ việc dọn đến. Ông ấy không bằng lòng thì ông ấy cứ việc dọn ra, bà với tôi sống càng thoải mái. Hôm sau vừa gặp nhau, Mỹ đã nói ngay. Này, tôi hỏi ông Trình rồi đấy, bà có thể dọn vào ngay bây giờ cũng được. Mỹ mong Lệ Dung đến cho nên nàng phịa ra như vậy. Kỳ thực hôm nay là lần đầu tiên nàng mới thông báo cho Trình sau khi Lệ Dung đã nhận lời. Cũng may Trình không hề ghét Lệ Dung, ngược lại chính chàng cũng muốn gặp vì tò mò. Trình vốn ít đọc báo, cũng chẳng mấy khi mua sách. Thế mà khi nghe thiên hạ bàn tán mãi, chàng cũng đã phải bỏ ra 8 mỹ kim để lượm về tập thơ Anh Chết Trên Lưng Em của Lệ Dung xem nó ra sao. Trình muốn gặp Lệ Dung không phải vì thơ nàng hay, mà vì muốn tìm hiểu coi cái người đàn bà lấy ai cũng lăn quay ra chết đó có khác gì người thường không. Chàng hỏi Mỹ. Từ ngày chồng chết bà ấy có ở với ai không? Ai dám lấy nữa, ba đời chồng rồi. Trình mỉm cười. Tôi thấy bây giờ bà ấy nên tìm ông nào mà bà ấy ghét nhất thì lấy ông đó. Mỹ đậy nắp chai dầu nóng, đưa áo cho Trình mặc và bước xuống khỏi giường. Nàng bảo. Tôi sẽ dúi bà ấy lấy anh để anh chết luôn đi. Trình buột miệng nói. Lấy một người đàn bà đẹp vài năm rồi chết cũng không sao, vấn đề quan trọng là bà ấy có còn đẹp như xưa không. Câu nói của Trình làm Mỹ chợt buồn. Giữa Mỹ và Lệ Dung, Mỹ trẻ và nhan sắc mời gọi hơn, nhưng Trình chưa hề siêu lòng. Nàng bước ra xuống bếp, khoáng nồi cháo, múc một tô lớn, bỏ thật nhiều hành và tiêu, bưng lên cho Trình và Dục. Đây, anh ăn đi, phải ăn thật nóng cho ra mồ hôi đấy. Trình kéo ghế ngồi và nói, cảm ơn chị. Mỹ cũng ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh và hỏi. Thế anh gặp Lệ Dung hồi nào mà biết là bà ấy đẹp? Trình lắc đầu. Đã gặp lần nào đâu, tôi chỉ coi trong hình thôi. Mỹ nhún vai giải thích. Trong hình và ngoài đời chưa chắc đã giống nhau. Huống hồ mấy bà văn sĩ cũng như ca sĩ thường hay đăng những tấm hình chụp cả chục năm trước, phải gặp mặt mới biết chắc. Trình húp một muỗng cháo, trợn mắt nuốt vì quá nóng. Chàng há mồm thở mạnh rồi liếc mắt nhìn Mỹ. Ý của chị định nói là ngoài Lệ Dung xấu lắm phải không? Mỹ vội xua tay phân trần. Không phải vậy, đó là tôi nói chung thôi. Nhưng chắc là Lệ Dung không đẹp bằng chị đâu. Mỹ không đáp, nhưng nét vui lộ trên khóe mắt. Từ ngày ở bên cạnh Trình, chưa bao giờ Trình khen nàng đẹp, dù là lời khen gián tiếp như hôm nay. Dĩ nhiên dưới mắt Trình, Mỹ là hình ảnh để đàn ông khao khát. Nhưng Trình đã dứt khoát với lòng mình là không bao giờ nghĩ tới việc gian díu với Mỹ, cho nên chàng luôn luôn giữ một khoảng cách rõ rệt, tránh mọi hiểu lầm về phía Mỹ.
Thiên hạ nghĩ sao cũng được, Trình bất cần. Chàng chỉ cần Mỹ hiểu rằng chàng tôn trọng tình bạn giữa chàng và Dục là đủ rồi. Bát cháo mới cạn một nửa, mồ hôi Trình đã vã ra đầm đìa. Chàng toan đứng dậy lấy khăn lau, nhưng Mỹ cản lại. Ăn luôn đi mà, cứ để vậy, ăn hết đi đã, mồ hôi ra càng nhiều càng tốt. Trình lại ngồi xuống ghế nghiêm trang bảo Mỹ. Ôi còn ở một mình, mỗi lần ốm đau nản quá, chỉ muốn chết cho xong, có chị săn sóc cũng đỡ khổ. Nói cảm ơn chị thì kỳ quá, nhưng mà sự thật thì tôi phải mang ơn chị. Ăn xong bát cháo, Trình mở tủ lạnh rót ly nước cam và nốc cạn. Mỹ từ phòng ngủ bước ra, ngồi xuống salon và bật tivi. Trình hỏi, thế bao giờ cô Lệ Dung cố dọn tới? Mỹ ngước lên nhìn. Ngày mai tôi sẽ mời bà anh đến ra mắt anh trước. Tôi không hỏi ý kiến anh là vì tôi biết chắc anh sẽ bằng lòng đón bà ấy về ở chung mà. Trình ngồi xuống ghế nói, chị mời ai đến đây cũng được, miễn là không phải đàn ông. Ngu gì mà rước đàn ông về ở để hầu à? Tôi mà có kép á, tôi dọn đi chỗ khác, xây tổ uyên ương, chứ ở chung với anh làm gì? Rồi Mỹ đột ngột hỏi, anh có thích bà Lệ Dung tôi làm mai cho? Trình nhún vai, nếu tôi thích tự tôi sẽ lao vào, tôi đâu có cần nhờ chị. Em nên lao vào làm người chồng thứ tư của bà ấy, thử xem bà ấy có sát nổi anh không. Trình không trả lời. Chàng vụt đứng dậy chạy vào phòng ngủ, ngoài mình chúi xuống gầm giường. Trong đống đồ đạc ngổn ngang phủ đầy bụi, chàng moi ra mấy cuốn sách phủi sơ cho sạch và tìm được thi phẩm Anh chết trên lưng em của Lệ Dung. Chàng ngồi thừa người chiêm ngưỡng bức hình trắng đen in ở bìa sau, mái tóc dài quá vai, đôi mắt nhìn xuống mờ nhạt nét ưu tư. Trình lau tấm hình vào vạt áo, nhìn lại một lần nữa rồi mang ra phòng khách trao cho Mỹ. Ở ngoài cô ấy có giống trong hình này không chị Mỹ? Mỹ liếc mắt nhìn Trình tinh nghịch. Làm gì mà anh nóng ruột vậy? Ngày mai sẽ gặp mà. Mà anh cũng có tập thơ này à? Hóa ra bà ấy là thần tượng của anh từ lâu mà tôi không biết đấy. Trình chế ngượng. Thần tượng nằm yên dưới gầm giường. Mỹ vẫn nhìn Trình đăm đăm như muốn xoáy sâu vào tâm hồn chàng. Nàng hỏi, anh hết bệnh rồi phải không? Trình thành thật đáp, vâng, nhờ chị cạo gió thấy nhẹ hẳn cả người. Mỹ lắc đầu, đâu phải tại cạo gió, tại vì nghe tin Lệ Dung sắp dọn đến, anh tỉnh hẳn người đấy thôi. Biết thế tôi báo tin cho anh biết ngay từ tuần trước, thì anh đâu có nằm liệt giường mấy bữa nay. Trình mỉm cười chịu trận. Chàng đứng yên, cầm cuốn sách mang vào bếp. Chàng xé một tờ giấy lau, thấm mấy giọt nước, nhẹ nhàng chùi thật kỹ bìa trước bìa sau cho sạch mọi vết bụi nhỏ nhất trên đó. Rồi chàng vào phòng, lên giường mở sách nằm đọc. Chàng sẽ cố gắng học thuộc vài câu thơ để mai kia chứng minh cho Lệ Dung biết là chàng đã nghiền ngẫm một cách rất nung nấu những vần thơ sầu thảm của nàng. Nếu cần, chàng sẽ lấy bút chì gạch dưới vài câu mà chàng dáng cho rằng đặc sắc nhất, tiêu biểu cho tài hoa của nàng. Rồi cuốn sách ấy từ nay sẽ được đặt ngay ngắn trên đầu giường trong tầm tay của Trình, để sẵn sàng chộp lấy, mở ra mỗi đêm trước khi đi ngủ. Một tuần sau, Lệ Dung dọn đến. Trình tình nguyện lại khuôn vác, nhưng Lệ Dung nhất định không cho. Hành trang của nàng chẳng có bao nhiêu, mấy cái vali, mấy thùng giấy, vài bao ni lông, chỉ hai chuyến xe là thanh toán gọn gẽ. Trình ra đón ở cửa, khách sáo nói, tôi là Trình, rất hân hạnh được biết cô, nghe tên cô đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Lệ Dung cũng lễ nghi đáp lại, cảm ơn anh đã cho tôi đến ở chung, một thời gian tìm được nhà tôi sẽ không dám phiền anh nữa. Trình bắt tay ngay vào việc khiêng đồ, hai tay hai chiếc vali lớn nặng trĩu, làm chàng gò người bước từng bước khổ sở lên mấy bậc thềm. Mỹ đi bên cạnh, nheo mắt hỏi, này anh thấy bà ấy sao, có được không? Trình chỉ cười không đáp. Lúc Lệ Dung bước vào, Mỹ chỉ chiếc giường nhỏ kê song song giường của nàng và bảo Lệ Dung, anh Trình mua tặng bà cái giường này đấy, nhưng bắt tôi phải nói là chính tôi mua. Trình bước nhanh ra cửa, tránh cái nhìn của hai người đàn bà. Chàng tiếp tục khuôn nốt những thứ hành lý cuối cùng, rồi bỏ mặc Mỹ và Lệ Dung sắp xếp trong phòng ngủ. Chàng ra phòng khách bật tivi, làm bộ chăm chú theo dõi. Từ ngày Lệ Dung đến ở, Trình thấy cuộc sống thường nhật của mình có nhiều đổi khác. Điều khổ sở nhất của chàng là chàng nói chuyện với Lệ Dung không thoải mái, như chàng vẫn cư xử rất tự nhiên với Mỹ. Khác hẳn với những ấn tượng trước ngày gặp, Lệ Dung không phải hình ảnh người nghệ sĩ như Trình tưởng tượng. Nàng ít nói, mọi động tác đều dè dặt. Khác với Mỹ là người lúc nào cũng liến thoáng hời hợt, Lệ Dung chỉ phát biểu nhiều mỗi khi bàn hẳn về một đề tài nào đó. Còn Kỳ Dư, câu chuyện hàng ngày thường rất đắn đo. Để lấy điểm nàng, ngay hôm đầu tiên Trình mang tập thơ ra xin chữ ký và nhân tiện bốc nàng vài câu.
nhưng chỉnh đoán sai. Cái tựa đề lãng mạn ấy làm cho nàng cực kỳ bối rối. Nàng đã muốn chôn sâu vào dĩ vãng, không thích ai nhắc đến nó nữa. Nàng ngượng ngùng bảo Trình: Nếu tôi có tiền, tôi sẽ lùng mua hết các cuốn thơ của tôi đã in, mang về đốt bỏ hết à? Trình trao tập thơ cho Lệ Dung và nói: Vâng, nếu thế thì mời cô đốt cuốn này trước đi. Mỹ chen vào: Làm thế nào mà thu lại hết được? Nghe báo chí quảng cáo là tái bản đến 3 lần kia mà. Lệ Dung phì cười giải thích: Tái bản đâu mà tái bản, xảo thuật nhà báo đấy thôi. Ông ấy in có 300 tập, nhưng làm 3 cái bìa khác nhau. Bán hết 100 cuốn đầu thì tung ra 100 cuốn thứ hai với cái bìa mới, có ghi là tái bản lần thứ nhất. Sau đó lại tung ra 100 cuốn thứ 3 với cái bìa mới khác. Nói là tái bản 3 lần, nhưng có biết mỗi lần in bao nhiêu cuốn đâu. Mấy ai đã đọc thơ, nhất là thơ con cóc của tôi nữa. Trình và Mỹ gật cù lắng nghe. Lĩnh vực này cả Mỹ và Trình chưa bao giờ bận tâm đến, cũng chẳng hề có cơ hội nghe ai trình bày, cho nên nó là đề tài rất mới lạ đối với cả hai người. Lệ Dung giải thích tiếp: Sách cũ và băng nhạc cũ cũng vậy, đôi khi nằm ế ẩm trong kho đã lâu, người ta cho in bìa mới và đánh bóng lại rồi ghi là ấn bản mới. Nói chuyện với Lệ Dung, Trình biết thêm nhiều điều lý thú. Chàng có thể ngồi yên lắng nghe và gợi chuyện hàng tiếng đồng hồ, và điều này làm Mỹ buồn lòng không ít. Mỹ có cảm tưởng mình đang trở thành một bóng mờ thừa thãi bên cạnh hai người xem ra rất tương đắc. Nàng trách mình tự dưng lại rước con mẹ thi sĩ nửa mùa này về chung sống, để chính nàng bị gạt ra bên lề. Lệ Dung về đây, Mỹ chỉ được một cái lợi duy nhất là quá giang xe đi làm, ngoài ra thứ gì cũng thiệt thòi cả. Thời gian trôi qua, Mỹ còn sầu đời hơn, vì hình như Lệ Dung đang làm thay đổi cả những thói quen bám rễ đã lâu trong lòng Trình. Chẳng hạn như nhạc classic vốn là cái thú lớn của Trình từ nhiều năm qua, mà chỉ vì Lệ Dung chê là nhức đầu, Trình gần như bỏ hẳn, không thưởng thức nữa. Bên cạnh Lệ Dung, Mỹ thấy mình thua sút nhiều quá. Không phải chỉ những lĩnh vực nghệ thuật, mà ngay cả cái tài nội trợ thường nhật nàng cũng vụng về hơn Lệ Dung, nói chi đến cách trang điểm và ăn mặc. Ngày đầu tiên phụ giúp Lệ Dung máng quần áo lên tủ, Mỹ đã giật mình nhận ra người bạn mình có cả một collection toàn thời trang đắt tiền. Không hẳn là cái nghề thơ ký kiêm receptionist đòi Lệ Dung phải mặc như thế, nhưng chẳng qua chỉ vì sở thích của nàng mà thôi. Sắm đồ, nàng nhìn cái mác trước, những cái jeep vài chục bạc, những đôi giày dưới 100 đô, nàng không bao giờ để mắt tới. Phấn son cũng vậy, Lệ Dung bị ấn tượng nặng về nhãn hiệu, một khi đã tin thì không thay đổi được nữa. Thường thì nàng chỉ dùng một thứ cosmetic duy nhất là Lancôme, và nàng cứ tưởng rằng Lancôme đã nuôi dưỡng da mặt mình. Cẩn thận hơn, cứ vài tháng nàng lại hốt dăm 3 thang thuốc bắc về uống. Nàng giải thích với Mỹ: Da mặt xấu hay đẹp đều do gan mà ra, phải uống thuốc bổ gan, làm cho gan mát thì mới giữ được lâu. Đàn bà chúng mình trên 30 tuổi, nhất là bẻ 1-2 lần dễ bị nám mặt lắm, bác sĩ cũng bó tay, chỉ có thuốc bắc là tốt hơn cả. Mỹ nhìn Lệ Dung bằng cặp mắt lạ lẫm. Lệ Dung hơn Mỹ chỉ 1-2 tuổi mà cuộc sống và suy nghĩ phức tạp quá. Mỹ thở dài buồn vì mình sang sau, kiến thức thua sút nhiều. Nàng hỏi: Vậy da nám đi lột có được không? Lệ Dung đáp: Họ nói vậy thôi, lột thế nào được, hết đã bị nám thì đành chịu, chỉ có cách makeup kỹ hơn, che bớt phần nào thôi. Mỹ chăm chú nhìn trên bàn phấn của Lệ Dung, la liệt đủ thứ mỹ phẩm như một quầy hàng. Nàng tò mò hỏi Lệ Dung cách sử dụng của từng loại mà nàng chưa hề biết đến. Lệ Dung giảng giải cặn kẽ nhưng lại kết luận: Da bà tốt quá bà xài làm gì, dùng mỹ phẩm nhiều không có lợi đâu, nhất là khi lớn tuổi ấy. Những người đánh foundation dày quá, lúc bỏ ra thường tái nhợt, bà có để ý không? Mỹ gật đầu rồi than: Đàn bà khổ nhất là da mặt bị nám. Nhiều người lắm không hiểu tại sao, nếu bây giờ có ai chế ra thuốc cho hết nám thì chắc là thành triệu phú trong nháy mắt. Lệ Dung bâng khuâng đáp: Đàn bà mình có nhiều cái khổ chứ đâu phải chỉ có chuyện nhan sắc đâu. Mỹ chớp mắt suy nghĩ về lời phát biểu nhiều ẩn ý của Lệ Dung rồi rụt rè hỏi: Thế chị có định lấy chồng lần nữa không hả chị Dung? Lệ Dung cười buồn: Để giết thêm một người nữa. Mỹ bảo: Anh Trình đề nghị là chị nên kiếm ông nào chị ghét nhất, dù ông ấy làm đám cưới, nhất cử lưỡng tiện. Lệ Dung phì cười: Ý kiến hay đấy, nhưng hiện nay tôi chưa ghét ai cả, để từ từ xem sao đã. Mỹ nói thêm: Này, hay là thế này, tôi đang phủ một thằng cha đến xương tủy, bà làm ơn bà lấy dùng thằng cha đó cho tôi đi. Lệ Dung vui vẻ đáp: Cũng được, nhưng rồi lần này nó không chết thì sao?
lấy giùm bà rồi cứ phải sống với nó mãi hay sao? Biết đâu thằng cha đó nó có số sát, thế tôi chưa kịp sát nó thì nó lại sát ngược lại tôi thì sao? Mỹ im lặng một lúc rồi hỏi dò. Bà thấy ông Trình này dễ thương không? Lệ Dung quay sang nhìn Mỹ một lúc rồi hỏi ngược lại. Thế bà thấy sao? Bà sống với ông ấy lâu, bà thấy ông ấy có được không? Mỹ lúng túng gạt đi. Tôi không để ý. Ông ấy là bạn anh Dục mà lại là người bảo trợ của tôi. Tôi coi như là người nhà. Nói thế nhưng lòng Mỹ buồn vời vợi. Nàng thấy rõ mình sẽ mất Trình vào tay Lệ Dung. Mặc dù thực sự Trình chưa bao giờ thuộc về Mỹ. Trong trái tim Trình không có chỗ đứng của Mỹ. Có chăng chỉ là phảng phất chút dạo dực lúc đến lúc đi, mỗi khi thể xác đòi hỏi mà Trình luôn luôn kìm hãm. Mỹ trẻ hơn Lệ Dung, đẹp hơn Lệ Dung, và nhất là không có cái lý lịch tình yêu nguy hiểm như Lệ Dung. Nhưng có lẽ vẻ đẹp của Mỹ quê hơn, hời hợt hơn, cho nên không lôi cuốn nổi Trình. Thà rằng Trình mê ai cũng được, chứ nếu Trình gian díu với Lệ Dung thì Mỹ sẽ nhức bút suốt đời vì tự ái. Mỹ hối tiếc đã đem Lệ Dung về để tự chuốc lấy những bận tâm vô ích. Nàng càng bực bội hơn vì rõ ràng Lệ Dung không hề có ý định tìm nhà để sống riêng như nàng đã nói trước đây. Thằng chủ nhà cần lấy nhà gấp đó, bà cho tôi ở tạm một thời gian thôi, tìm được chỗ tôi sẽ dọn ra. Câu nói của Lệ Dung Mỹ còn nhớ rất rõ, nhưng chính người nói hình như lại cố tình quên đi. Có lần Mỹ đã xa xôi gợi ý. Bà ở chung với tụi này thế có thấy khó chịu không? Lệ Dung thản nhiên đáp. Không, thoải mái lắm, ông Trình rất biết điều. Làm cho Mỹ càng buồn rầu. Tôi sợ bà chê nhà chật, khi nào bà định đi thì cho tôi biết nhé. Thực ra nếu phải than thở thì chính Trình mới là người đáng than thở, vì chàng ở phe thiểu số. Chàng có cái vui vì được hai người đàn bà ở bên cạnh, vui vì bạn bè ai cũng bảo chàng đào hoa, nhưng lại có cái khổ vì mất tự nhiên, đôi khi phải cố gắng tỏ ra tế nhị trong việc cư xử để đừng mất lòng ai. Chán nhất là mỗi buổi sáng hai bà thay nhau vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt, tắm rửa cả tiếng đồng hồ chưa xong. Nhiều hôm Trình buồn tiểu cứng bụng cứ phải kiên nhẫn ngồi chờ ngoài phòng khách. Nếu muốn tránh tình trạng đó, chàng chỉ còn cách thức dậy thật sớm trước hai bà kia, mà điều đó thì chàng làm không nổi vì đã quen giấc. Cái phiền thứ hai có tính cách lâu dài hơn là túi tiền của Trình bắt đầu tiêu lạm. Lương chàng không tăng, tiền nhà một mình chàng chịu. Mỹ thì mặc nhiên coi chàng là người có bổn phận kêu mang Mỹ vì chàng bảo trợ từ trại tị nạn qua. Lệ Dung phụ với Trình 1/3, nhưng chàng không nhận, vì chẳng lẽ lấy tiền của Lệ Dung mà lại tha cho Mỹ. Các chi phí lặt vặt khác cũng tăng thêm vì Trình phải tỏ ra hào phóng trước mặt phụ nữ. Hai cái thẻ tín dụng đầy ứ, tháng tháng chỉ thanh toán tiền lời mà thôi, còn số vốn nợ vẫn nằm y nguyên, chưa biết đến ngày nào mới trả dứt. Một buổi chiều cuối tuần, ba người đi làm về, Mỹ vào bếp chuẩn bị nấu cơm, nhưng Trình ngăn lại và đề nghị. Tôi mời hai bà đi ăn tiệm rồi đi coi cine. Mỹ bằng lòng ngay, nhưng Lệ Dung lắc đầu nói. Anh với Mỹ đi đi, tôi mệt lắm, nằm nhà nghỉ cho khỏe. Nghe Lệ Dung từ chối, Trình đổi ý ngay. Lệ Dung không đi thì thôi vậy, tôi mướn video về coi. Mỹ buồn đứt ruột, tay nàng đang cầm bó rau run run quăng bẹt vào bồn rửa chén và bỏ ra salon ngồi suy nghĩ. Rõ ràng Trình chỉ muốn đi bên cạnh Lệ Dung. Ngày mới qua, mỗi khi Trình và Dục cùng nàng đi phố, nàng thường quấn quýt bên Trình, cố tình tách Dục ra. Cảnh ấy bây giờ đang tái diễn, mà Mỹ chính là nạn nhân. Quả báo nhãn tiền, Mỹ chạnh lòng nhớ đến Dục, chút lương tâm còn lại khiến nàng nao nao chớp mắt muốn khóc. Có bị đối xử tàn nhẫn mới hiểu được tâm trạng của người bị hất hồi. Dù không mong Dục trở lại, Mỹ vẫn nhận ra một điều là Dục có phong độ rất quân tử. Rồi Mỹ lại liên tưởng đến Lộc và băn khoăn muốn nhấc điện thoại gọi qua miền Đông tìm Lộc. Trong phòng ngủ, Lệ Dung vừa thay quần áo bước ra hỏi Mỹ. Nếu không đi thì mình nấu cái gì ăn chứ hả? Mỹ buông xuôi. Bà muốn làm gì thì làm. Lệ Dung đứng nhìn Mỹ mấy giây, cố đoán tâm trạng của Mỹ rồi đề nghị. Hay là thôi mình đi ăn tiệm. Và Lệ Dung lên tiếng gọi Trình. Đi anh Trình ơi, tôi thì sao cũng được, chiều bà Mỹ một chút đi mà. Trình cầm tờ báo hăm hở bước ra. Thì tôi đã bảo mà, nấu làm gì cho mệt. Hai bà thay quần áo đi, tôi đọc nốt câu chuyện này là vừa đấy. Lệ Dung lại trở vào phòng. Nàng thay jeep dài và trang điểm thật kỹ lưỡng, rồi bước ra phòng khách. Ngạc nhiên thấy Mỹ vẫn còn ngồi tại chỗ cũ, nét mặt đăm chiêu nhìn lên màn ảnh. Lệ Dung ngơ ngác hỏi. Ơi, không đi à Mỹ? Vào mặc đồ đi chứ. Mỹ lạnh nhạt đáp. Bà với ông Trình đi đi, tôi ở nhà.
Lệ Dung tiến lại lôi tay Mỹ, vừa cười vừa nói. Thôi đi bà ơi, bà không đi là mất vui đó, ai làm gì mà hơn giận. Mỹ cương quyết nói. Tôi có giận ai đâu, tự nhiên muốn nằm nhà, bà với ông Trình đi đi. Trình vừa thay xong bộ vest màu đậm, bước ra nhìn cảnh rằng co, thản nhiên nói với Mỹ. Chị mệt à, tôi với Lệ Dung đi cũng được, thôi chị nằm nhà cho khỏe nhé. Mỹ muốn trồm lên vả vào cái mặt ngu si của thằng đàn ông khờ khạo kia mấy cái cho hả giận. Nhưng nàng nén cơn tức và bảo Lệ Dung. Nhớ mang chìa khóa đi, bữa nay tôi ngủ sớm, lát về được cứ gõ cửa đánh thức tôi. Lệ Dung đưa mắt nhìn Trình, Trình nhún vai và gật đầu làm hiệu bảo Lệ Dung cứ việc ra cửa, mặc kệ Mỹ. Ngồi làm một mình, Mỹ uất nghẹn muốn trào nước mắt, nuôi ong tay áo, tự dưng lại rước con đàn bà sát phu kia về để cho nó chơi gái mình. Nàng nằm vật ra salon, tính kế tống cổ Lệ Dung đi. Lại còn cái thằng đạo đức giả kia nữa, tưởng nó là cục đá lạnh rừng rưng trước đàn bà, hóa ra vừa gặp con Đĩ Dung đã sáng mắt lên. Những lăng xăng săn đón, những điệu bộ kịch cỡm ở Trình nhiều lúc làm Mỹ ngứa mắt đến lộn ruột. Mỹ đứng dậy uể oải đi vào phòng ngủ. Bức hình phóng to của Lệ Dung đặt trên bàn phấn đập vào mắt Mỹ. Nàng cầm tấm ảnh lên đăm đăm quan sát. Tự dưng Mỹ thấy tất cả những nét hiền thục ở Lệ Dung đều đã biến mất, chỉ còn là cái tướng đa dâm như thiên hạ thường sầm sì lên án ba ông chồng đều chết vì Thượng Mã Phong. Trong một phút ích kỷ, Mỹ mong lời đồn đãi đó là đúng và mong cho Trình lấy Lệ Dung để rồi cũng mất mạng cho đáng kiếp. Mỹ đứng dậy xuống bếp, nàng cầm cuốn báo Trình bỏ lại trên bàn ăn, mang vào phòng nằm đọc. Chuyện dài đếm những mảnh tình cuốn 3 mặt B. Nhưng Mỹ chỉ đọc lướt qua rồi lại quăng tờ tạp chí sang một bên. Biết bao nhiêu người đàn ông mà trình độ và sự nghiệp đều hơn Trình gấp bội, việc gì Mỹ phải cứ bám chặt lấy Trình. Ngay tại thành phố này cũng có đến 5-7 người theo đuổi Mỹ mà nàng hững hờ không đáp lại. Mỹ mở bóp tìm cuốn sổ điện thoại. Căn nhà trống vắng quá, cần phải nói chuyện với bất cứ ai cho khuây khỏa. Nàng nhìn từng cái tên trong sổ, lưỡng lự một lúc rồi quyết định gọi long distance cho Lộc. Tay nàng run run, hơi thở dồn dập vì hồi hộp. Vừa ấn số, nàng vừa nghĩ xem nên nói gì với Lộc, giải thích thế nào về lần hẹn hò vừa qua. Nàng đã cho Lộc leo cây. Nàng nhớ lại đêm cuối cùng Lộc ở đây, trời mưa như chút nước, Mỹ đã tàn nhẫn bảo Lộc rời hotel ra chờ nàng ở một điểm hẹn tưởng tượng không hề có thật. Bây giờ nghĩ lại, nàng thấy mùi lòng hối hận. Chuông reo 3 lần thì có người nhấc phone. Mỹ ngập ngừng nói. Cho tôi nói chuyện với ông Lộc ạ. Lộc đây, xin lỗi, bà là ai ạ? Mỹ reo lên nho nhỏ. Anh Lộc, em đây anh ơi, Mỹ ở Cali đây. Chắc là anh giận em lắm hả? Mỹ đã chuẩn bị sẵn định nói một hơi dài phủ đầu, nhưng Lộc vừa nghe đến tên Mỹ, nỗi căm hờn đã bừng dậy ngay, đè lên ngực gã làm ngã muốn nghẹt thở, bàn tay run run, mặt tái nhợt. Lộc lạnh lùng nói, cô muốn gì nữa? Mỹ nhỏ nhẹ đáp, em xin lỗi anh, nếu anh còn nhớ tới em thì em muốn gặp lại anh. Lộc cay đắng, cảm ơn cô đòi giá đắt quá, ở bên này gái điếm ngủ một lần thì có 50 bạc thôi. Mỹ tái mặt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Lộc đã gác phone. Mỹ điếng người, ngồi lặng như pho tượng, lâu lắm mới rón rén bỏ ống nghe xuống và đưa mắt nhìn quanh căn phòng, như sợ có người vừa nghe lén được mẩu đối thoại ngắn ngủi vừa qua giữa nàng và Lộc. Mỹ ngồi xuống giường, dựa lưng vào tường duỗi thẳng hai chân, mắt mở trừng trừng nhìn bức vách đối diện. Cuộc đời có những lúc buồn tanh như đêm nay, mọi người chung quanh dường như đều đồng lõa với nhau để hất hồi Mỹ. Mỹ thở mạnh để trút hết mọi phiền muộn trong lòng rồi đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt. Nàng nhìn mình trong gương, nhún vai ra vẻ bất cần đời, nhưng nét sầu trong mắt còn đọng lại rất rõ nét. Nàng mở nước nóng, thấm khăn đắp lên mặt, để nguyên như thế một lúc khá lâu cho đến khi chiếc khăn nguội hẳn. Mỹ mới vò lại máng lên và bước xuống bếp,
Mỹ mở tủ lạnh, lấy trái dưa leo thái từng khoanh mỏng đắp lên mặt để dưỡng da. Nàng trở lại salon, nằm ngửa trên sofa nhắm mắt lại. Nàng hình dung gia Trình và Lệ Dung giờ này đang ngồi trong một quán ăn sang trọng, đối diện bên nhau dưới ánh đèn cầy lung linh mờ ảo. Và rồi lát nữa đây, hai người sẽ đem nhau vào rạp hát, lợi dụng bóng tối để đưa thân xác đến gần nhau. Nhưng ngày nào Lộc đã ôm ấp Mỹ trong cảnh tăm tối của trại tị nạn. Mỹ thở dài ngồi bật lên, nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng bước lại cửa sổ ngó xuống đường. Con phố chiều thứ sáu tấp nập xe cộ. Mỹ thấy tự giam thân trong căn phòng vắng này là một điều vô lý. Nàng vào phòng trang điểm thay quần áo và mở cửa bước ra. Mỹ đứng tần ngần trước sân chờ taxi, suy nghĩ xem nên đi đâu. Quán cà phê thì không hợp với phụ nữ đi một mình, phòng trà ca nhạc lại càng không tiện, và lại cũng còn sớm quá. Gió đêm thổi từng cơn, Mỹ thấy lạnh lạnh sau lưng. Nàng toan trở vào mặc thêm chiếc áo khoác thì xe của Trình về tới, hai vệt đèn sáng rực trọn vẹn chiếu thẳng vào người Mỹ. Mỹ lấy tay che mắt và ngạc nhiên tự hỏi tại sao Trình và Lệ Dung lại về quá sớm. Chiếc xe tắt máy, Trình bước xuống, vòng qua mở cửa cho Lệ Dung. Tay nàng xách một túi ni lông nhỏ chìa ra trước mặt Mỹ. Anh Trình và tôi mua thức ăn cho bà đây này, bà định đi đâu đấy? Mỹ thấy cơn giận nguôi hẳn đi, nhưng vẫn làm bộ lạnh nhạt. Ở nhà chán quá, có người phone rủ đi chơi, đi cho đỡ buồn mà. Lệ Dung kéo tay Mỹ nói nhỏ. Thôi vô nhà đi, làm đi làm quái gì, có chuyện này hay lắm này, bà vào đây tôi kể cho bà nghe. Mỹ bĩu môi nói. Mà mắc mớ gì đến tôi? Lệ Dung nhấn mạnh. Chuyện của bà ấy mà. Biết Mỹ giận mình, Trình cầm sâu chìa khóa tiến lại mỉm cười. Định đi xin nê nhưng nhớ chị quá phải bỏ về. Dứt lời, Trình đưa mắt nhìn Lệ Dung khẽ gật đầu. Mỹ cũng phì cười bảo Trình. Ở với anh hai năm nay giờ mới thấy anh nói một câu nghe được ạ. Lệ Dung tiếp lời. Anh Trình nói ít nhưng bà phải hiểu nhiều chứ. Tôi chứng minh cho bà thấy nhé. Lúc nãy tôi định mua xa xíu cho bà, nhưng anh Trình nói rằng bà chỉ thích thịt quay thôi. Bắt tội bọn này phải chạy mấy vòng mới tìm ra thịt quay cho bà đấy. Vào nhà, Lệ Dung bày thức ăn ra bàn rồi hối Mỹ ăn cho xong bữa để còn coi video. Trình kéo ghế ngồi bên cạnh bảo Mỹ. Chị già lắm, ở với tôi đừng có dỗi. Đàn bà Bắc Kỳ ưa có cái tật hay hờn mát. Chị mà hờn á, là chỉ thiệt thân thôi. Từ nay tôi rủ đi đâu thì chị nên nhận lời ngay, vì tôi chỉ mời có một lần thôi. Mỹ chớ ngượng. Mai kia anh lấy vợ mà cư xử như vậy thì mất vợ sớm à. Lệ Dung vừa thay quần áo xong bước ra ngồi cạnh Trình. Chính vì thế mà mãi đến giờ này chưa ai thèm lấy đấy, phải không anh Trình? Nhân lúc thấy Lệ Dung vui vẻ, Trình hỏi một câu mà chàng dự định từ lâu nhưng chưa dám nêu ra. Trong ba người chồng của cô thì cô yêu ai nhất? Lệ Dung nhìn Trình ngạc nhiên. Mỹ đang gắp miếng thịt cũng vội ngừng tay chăm chú ngó Lệ Dung, chờ đợi câu trả lời hấp dẫn. Mỹ nói. Tôi cũng định hỏi bà câu ấy từ lâu rồi. Thế bà thương ai nhất? Lệ Dung chống hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau đặt dưới cằm, giọng xa vắng. Cũng khó nói à. Người thứ nhất á, anh Tùng á, thì cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Những ngày cuối tuần ghé thăm anh ấy ở trường bộ binh Thủ Đức này, rồi những lần theo anh ấy ra đơn vị dưới vùng 4. Chuẩn úy mới ra trường, nghèo rớt mùng tơi, tôi cứ phải xin tiền ông bà già mang xuống cho anh ấy xài. Còn người thứ hai tôi không thương lắm, lấy để đi vượt biên thôi. Anh ấy chết để lại cho tôi mấy kilo vàng. Mỹ trợn mắt ngắt lời. Mấy kilo vàng à? Mỗi kilo tính ra được bao nhiêu lượng? Khoảng 26-27 lượng, đâu có bao nhiêu. Trình xua tay bảo Mỹ đừng chen vào để Lệ Dung kể tiếp. Nàng nói. Người thứ ba thì tôi gặp ở bên này. Tôi lấy anh ấy vì lúc ấy tôi cảm thấy cô đơn quá đi. Ở hải ngoại, đàn bà luôn luôn thấy cô đơn hơn đàn ông, cho nên dễ lấy chồng, đôi khi ít đắn đo lựa chọn lắm. Trình nheo mắt ngờ vực. Tôi thì tôi lại cứ tưởng là tụi tôi cô đơn hơn các bà chứ. Đàn ông các anh không có vợ, không có người yêu thì còn nhiều thứ khác để giải trí. Quán cà phê, nhảy đầm, vũ sexy, cờ bạc, phim sex, hoặc cùng lắm thì kiếm gái mang về nhà. Chứ còn đàn bà chúng tôi đâu có thứ gì để giải khuây đâu. Trình gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Một nhận xét còn con như thế mà từ trước đến nay chàng không nghĩ ra. Mỹ tiếp tục bữa cơm. Nàng bảo Lệ Dung. Tóm lại trong ba ông, chỉ có ông thứ hai là đáng nhớ hơn cả, vì ông ấy để lại cho bà mấy kilo vàng. Trình mỉm cười lắc đầu nhìn Mỹ rồi hỏi Lệ Dung.
nếu cô đi thêm một bước nữa đó, thì cái người sắp tới sẽ là mẫu người như thế nào? Lệ Dung nói ngay. Chắc tôi không lấy chồng nữa đâu. Vậy là cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Lệ Dung chưa kịp đáp thì có tiếng điện thoại reo. Trình vội xô ghế đứng dậy đi nhanh ra phòng khách. Chàng áp ống nghe vào tai và nhíu mày ngạc nhiên vì một giọng nói rất lạ muốn tiếp chuyện với chàng. Chàng ấp úng. Vâng, tôi là Trình đây ạ. Lệ Dung và Mỹ cùng xoay người nhìn Trình chăm chú. Bỗng Trình reo lên. À, Thương, tôi nhớ ra rồi. Và Trình lại im lặng lắng nghe. Nét mặt chàng đổi sắc dần. Thỉnh thoảng chàng chen vào giữa những câu hỏi thật ngắn, chỉ vừa đủ để gợi sự tò mò của Mỹ và Lệ Dung. Chẳng hạn như: Chết, có sao không? Thật à, bị bắt rồi à? Và từ từ Trình ngồi xuống salon, tay phải áp điện thoại vào tai, tay trái đưa lên lùa vào trong tóc. Đầu chàng hơi cúi, mắt chớp mau và có những vết nhăn trên trán nhíu lại từng hồi. Cả Mỹ và Lệ Dung đều yên lặng chia sẻ, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau dò hỏi. Cuối cùng Trình thở mạnh và nói: Khi nào Thương về tới nhà thì phone ngay cho tôi sẽ đến ngay. Và chàng từ từ buông ống nghe. Lập tức hai bà nhao nhao hỏi: Ai vậy? Chuyện gì đây? Trình đứng dậy bước lại bàn ăn, ngồi xuống ghế cũ bên cạnh Lệ Dung, giọng chàng trầm buồn. Hồi đó tôi ở trọ và ăn cơm tháng tại nhà chị Thương. Mỹ ngắt lời: Đúng rồi, anh có nói với tôi mà tôi quên. Trình chậm rãi tiếp: Chồng chị ấy vừa đâm chết một thằng Mễ, cảnh sát đến còng tay bắt đi rồi. Trình gác điện thoại, cầm sâu chìa khóa bước nhanh ra cửa. Lệ Dung đưa mắt nhìn Mỹ, ngạc nhiên về thái độ của Trình. Cả hai cùng cảm thấy hơi buồn trong lòng. Bên cạnh Trình có hai người đàn bà rất đẹp, thế mà con mẹ Thương nào đó vừa gọi một tiếng, Trình đã chạy theo ngay. Lệ Dung hỏi Mỹ: Thương là ai vậy? Mỹ nhún vai: Tôi đâu có biết, thỉnh thoảng nghe ông ấy nhắc đến, hình như là dân Hải Phòng. Đối với Mỹ thì bất cứ người tị nạn nào ra đi từ miền Bắc, nàng đều gọi là người Hải Phòng để phân biệt với những người từng sống ở miền Nam. Mỹ nói thêm: Ngày tôi chưa sang, ông Trình ở trọ và ăn cơm tháng ở nhà bà Thương. Lệ Dung muốn hỏi thêm vài chi tiết để thỏa mãn tính tò mò, nhưng nàng dần lại đổi sang đề tài khác. Nàng không muốn Mỹ hiểu lầm là nàng quá chú ý đến Trình. Mỹ cũng vậy. Trước mặt Lệ Dung, Mỹ luôn luôn tỏ ra mình không hề quan tâm đến Trình. Thành ra cả hai cùng ấm ức nhưng cùng giấu kín trong lòng. Lệ Dung đứng dậy bảo Mỹ: Tôi với bà đi chơi đi. Mỹ buông tờ báo, ngước mắt nhìn Lệ Dung: Đi đâu bây giờ? Cứ đi theo tôi và sửa soạn đi mà. Lệ Dung vào phòng tắm, Mỹ sang phòng ngủ. Nửa giờ sau, Mỹ thay quần áo xong ra phòng khách ngồi đợi Lệ Dung. Nàng cầm bóp bước lại cửa sổ, nhìn sang khu sân cỏ xanh mướt bên hàng xóm. Bất giác Mỹ nhớ đến Dục. Nhớ những ngày Dục mới sang, thường ngồi tựa cửa sổ hút thuốc lá liên miên, mắt đăm đăm nhìn xuống bãi cỏ lúc nào cũng im lìm hoang vắng. Rồi Mỹ liên tưởng đến Lộc, lòng nao nao vừa buồn vừa hối hận. Từ phòng ngủ bước ra, Lệ Dung đứng lặng mấy giây nhìn Mỹ. Nàng lưỡng lự một chút rồi lên tiếng: Bà đi giày thấp thế. Mỹ quay lại tròn mắt nhìn Lệ Dung. Nàng chưa kịp nói gì thì Lệ Dung giải thích tiếp: Thôi cũng được. Hai người bước ra đường, ngồi trong xe. Lệ Dung nói: Tôi thì không bao giờ đi giày thấp. Giày thấp làm cho cái dáng của mình nó trở nên lè phè lắm. Chỉ trừ khi mặc quần jean thôi, mà đã mấy năm nay tôi không còn mặc quần jean nữa. Mỹ khẽ liếc mắt nhìn Lệ Dung. Bên cạnh Lệ Dung, Mỹ thấy hình như mình là một đứa nhà quê mới lên tỉnh, chưa biết gì về khung cảnh mới. Từ lúc nghe Lệ Dung kể chuyện ông chồng thứ hai chết đi để lại cho nàng mấy kilo vàng, Mỹ càng nể Lệ Dung hơn. Giá trị của một con người là sự tổng hợp nhiều lãnh vực, kiến thức, bằng cấp, tư cách, tài sản và vóc dáng bên ngoài. Nhưng cái dễ làm cho thiên hạ nể nang nhất vẫn là tiền. Mấy kilo vàng, tính ra thành tiền thì chỉ có vài chục ngàn Mỹ Kim, nhưng nó là một con số khá lớn đối với người mới sang như Mỹ. Nội cái money order 5.000 bạc của Lộc đã làm Mỹ sung sướng đến mất ngủ. Huống chi nếu có tới vài chục ngàn thì chắc cuộc đời Mỹ sẽ còn nhiều đổi thay rất bất ngờ. Sự thực thì Lệ Dung không phải chỉ có mấy kilo vàng. Cuộc đời nàng là những đưa đẩy khá ly kỳ của định mệnh. Người chồng thứ nhất, mối tình đầu mà nàng gắn bó, chẳng ở lâu với nàng. Chàng mất đi không để lại chút tài sản nào ngoại trừ những kỷ niệm mà Lệ Dung suốt đời sẽ kêu mang. Anh chồng thứ hai, người Việt gốc Hoa, nàng bám lấy để ra khơi, nặng về nương tựa hơn là yêu thương. Người chồng biết điều ấy, sau khi hoàn tất sứ mệnh đưa nàng vượt biển, đã lặng lẽ ra người thiên cổ để trả lại cho nàng chân trời tương lai còn khá dài.
Lệ Dung ôm số vốn nho nhỏ đi định cư ở một thành phố vắng vẻ phía Bắc Cali. Tại đây nàng gặp một chàng trai hiền như cục đất mà hình như cha mẹ đặt lầm tên là Đoàn Hùng Hậu. Người bảo trợ của Đoàn Hùng Hậu có cổ phần trong một công ty thực phẩm, đưa Hậu vào làm với số lương khá cao. Khung cảnh quạnh hiu, đồng hương giải rác, ít có cơ hội chọn lựa. Lệ Dung và Hậu nhanh chóng yêu nhau và nàng lên xe hoa lần thứ ba. Người con trai ông bảo trợ làm trong hãng bảo hiểm một hôm đến rủ Hậu mua bảo hiểm nhân thọ. Nể quá, Hậu miễn cưỡng ký đại, mỗi tháng đóng vài chục bạc. Anh ta lại xúi Hậu mua nhà và hứa cho Hậu mượn vài ngàn để đặt cọc. Hậu cũng làm theo, mặc cho Lệ Dung cằn nhằn. Cái tính cả nể đôi khi cũng có lợi. Hậu gặp tai nạn mà chết, tự dưng Lệ Dung được căn nhà và 400 ngàn tiền bảo hiểm của chồng, chưa kể bảo hiểm tại hãng 30 ngàn. Lệ Dung bán nhà bỏ hết vào ngân hàng đúng nửa triệu Mỹ Kim. 500 ngàn tiền mặt là một cái vốn khá lớn, khiến Lệ Dung choáng váng, lay hoay không biết sẽ làm gì với cái tài sản bất ngờ đó. Nhưng dù làm gì thì việc đầu tiên nàng phải thực hiện ngay là bỏ thành phố, di chuyển đi chỗ khác, nơi mà đồng hương không ai biết nàng có tiền. Mua nhà thì Lệ Dung không thích, vì một mình quạnh quẽ chịu không nổi. Làm business thì càng vô lý hơn vì không cần thiết. Nàng bắt đầu tìm hiểu về những cách đầu tư kín đáo mà sách vở thường dạy. Theo lời khuyên của những chuyên gia, nàng chia số tiền của mình làm 3 khoản. Phần thứ nhất bỏ vào những chỗ trăm phần an toàn như mua saving bond, long term deposit. Phần thứ hai cho vay mortgage. Và phần thứ ba bấp bênh hơn, mua cổ phần trên thị trường chứng khoán. Cũng có lúc nàng muốn thuê một căn phòng deluxe, sắm chiếc xe, sống cuộc đời thỏa thích. Nhưng nàng ngần ngại tính toán và không muốn ai biết mình có của. Chẳng phải Lệ Dung sợ phiền lụy, nhưng nàng có cảm tưởng rằng trong tương lai, khi những người đàn ông tìm đến với nàng mà biết nàng giàu, thì chắc là họ chỉ yêu tiền chứ chưa chắc đã thực sự mến nàng. Bằng chứng là con trai người bảo trợ của người chồng thứ ba, cái anh chàng đã dụ dỗ chồng nàng mua nhà và mua bảo hiểm, mới đây đã lân la gạ gẫm đòi chắp nối. Nàng từ chối ngay vì cho rằng gã đã có ý theo đuổi nửa triệu bạc của nàng. Thà rằng nàng yêu ai lấy người đó, rồi sau khi về chung sống mới thổ lộ cho biết là nàng có tiền, cách cư xử ấy có lẽ đẹp hơn. Và cho dù có làm như thế nữa, nàng vẫn còn ngại một điều rất thông thường là khi người chồng nghèo hơn vợ, người chồng rất khó tránh khỏi mặc cảm. Và để chống lại cái mặc cảm thua sút đấy, đôi khi người đàn ông hay gây gỗ, phản kháng một cách vô lý, tạo những bất hòa thường xuyên trong gia đình. Thành ra từ ngày ôm nửa triệu, Lệ Dung lại càng khổ tâm hơn trước. Những người gần gũi Lệ Dung như Mỹ thỉnh thoảng cũng có đặt dấu hỏi về sự tiêu pha tương đối rộng rãi của Lệ Dung, nhất là trong trang phục và mỹ phẩm. Nàng thường trả lời ngay là nàng có mấy kilo vàng do người chồng thứ hai để lại. Đôi khi họ chưa hỏi, Lệ Dung đã phun ra trước để tránh những thắc mắc có thể đưa đến số tiền bảo hiểm Đoàn Hồng Hậu mà Lệ Dung không muốn ai biết. Hai người chui vào xe, Lệ Dung nhắc Mỹ cài dây an toàn rồi nổ máy phóng đi. Lệ Dung nói bâng quơ: "Cái xe ta khổ này chạy hơn 2 năm chán quá rồi, có lẽ mùa hè này tôi phải đổi cái khác." Câu nói vô tình làm Mỹ thoáng buồn, thâm tâm nàng chỉ mong một chiếc xe cỡ này mà thôi, thế mà nàng chưa thực hiện nổi. Thực sự thì Mỹ có thừa khả năng, nàng đi làm đã khá lâu, tiền nhà không phải đóng, chi tiêu cũng cầm chừng. Mỹ bảo Lệ Dung: "Bà đổi xe mới thì bán lại cái này cho tôi. Tôi sẽ bán rẻ cho bà." Lệ Dung định nói là tôi tặng bà, nhưng lại sợ Mỹ biết mình nhiều tiền nên không dám. Mỹ tròn mắt nhắc lại: "Thật nhá, rẻ là cỡ bao nhiêu? Tôi xem tôi có đủ tiền mua không đã." Lệ Dung chép miệng: "Vài ngàn bạc thôi, có bao nhiêu?" Xe chạy vào parking, Lệ Dung dẫn Mỹ theo một lối tắt, rẽ sang con phố lớn, vào một tiệm ăn Tây rất sang trọng. Mỹ rụt rè đi bên cạnh. Lần đầu tiên nàng làm quen với khung cảnh này, Mỹ đảo mắt nhìn quanh, dè dặt bước những bước rất chậm. Tuy thế chân nàng cũng vấp vào bậc cửa và ngã chúi vào người Lệ Dung. Nàng cười ngượng ngập: "May mà đi giày thấp đấy." Người gác cửa nghiêng mình chào rồi đẩy cánh cửa khiến nhường lối cho Lệ Dung và Mỹ. Hai người đứng chờ một lúc rồi được mời vào sâu phía trong sát quầy rượu. Ba người nhạc sĩ đi quanh từng bàn biểu diễn violon và guitar. Mỹ ghé tai Lệ Dung hỏi nhỏ: "Có phải cho thêm tiền không? Hay là đuổi họ đi chỗ khác đi?" Lệ Dung mỉm cười: "Tối nay tôi mời bà cứ yên tâm theo tôi, không phải chi đồng nào cả." Lệ Dung kêu hai ly gin and tonic, thức uống tầm thường và nhẹ nhàng nhất, nhưng Mỹ vẫn cứ tưởng là một loại rượu hết sức xa xỉ bởi vì chưa bao giờ nàng nếm qua. Mỹ uống cạn nửa ly, sức nóng bốc nhanh lên mặt. Nàng thấy thoải mái và tự tin hơn, nói cười không còn dè dặt như lúc mới bước vào. Nàng đột ngột hỏi Lệ Dung:
Chừng nào bà lấy chồng? Lệ Dung tròn mắt nhìn Mỹ. Tại sao bà cứ hỏi tôi câu đó hoài vậy? Bà nên hỏi bà đi, chừng nào bà lấy chồng lại? Mỹ nhún vai không đáp. Lệ Dung tò mò hỏi tiếp. Ông chồng bà bây giờ ra sao rồi? Có tin tức gì không? Từ trước đến nay, Mỹ vẫn nói dối Lệ Dung là dục vì quá ghen tự ý bỏ đi. Mỹ đã khổ công tìm kiếm mà không gặp. Nhân dịp hôm nay Lệ Dung hỏi tới, Mỹ có dịp giải thích thêm. Tôi đã tốn biết bao nhiêu là tiền phone long distance, nhờ người quen ở mọi thành phố dò la tin tức mà chẳng ai tìm ra cả. Nhưng đã ly dị chính thức có giấy tờ gì chưa? Mỹ lắc đầu. Chưa, thế mới phiền chứ. Cũng chẳng có gì phiền đâu. Sau một thời gian mất liên lạc, bà có thể đơn phương xin ly hôn mà. Hai người cùng im lặng. Lệ Dung lắng nghe một bản nhạc nàng ưa thích, còn Mỹ bất giác nghĩ tới Trình và vén tay áo nhìn đồng hồ. Lệ Dung nhìn Mỹ dò xét. Bà và ông Trình mà lấy nhau, tôi tặng bà cái xe của tôi đấy. Mỹ đang bưng ly rượu run run đặt xuống bàn, dương mắt nhìn Lệ Dung ngờ vực. Con người Lệ Dung thật khó hiểu, có lúc thấy như là nàng nặng tình với Trình, có lúc lại rất hờ hững khiến Mỹ đoán không nổi. Lắm khi Mỹ đã ngấm ngầm ghen tức với Lệ Dung, nhưng rồi lại xấu hổ nhận ra là mình lầm. Đề nghị tặng cái xe của Lệ Dung lúc này làm Mỹ càng bận tâm hơn. Hay là con mẹ này đạo đức giả, chính nó cũng thích Trình mà cứ làm bộ đẩy cho mình. Mỹ tự hỏi rồi đùa giỡn bảo Lệ Dung. Bà nói thế thì dù không thích ông Trình, tôi cũng phải dáng lấy ông ấy để được cái xe của bà. Lệ Dung chớp mắt nhìn Mỹ. Nàng hiểu rằng trong câu nói đùa kia có một phần sự thật. Chiếc xe cũ chỉ đáng giá 3.000 bạc, với nàng là số tiền quá nhỏ, nhưng với Mỹ có thể là một mong ước. Ở với Trình và Mỹ, đôi khi Lệ Dung muốn tặng hai người một món quà đắt giá, nhưng cứ ngại họ biết mình giàu nên lại đành thôi. Lệ Dung gọi cho Mỹ ly rượu thứ hai. Mỹ ngạc nhiên hỏi. Bà không uống nữa sao? Bà không uống thì kêu cho tôi làm gì? Lệ Dung giải thích. Tôi lái xe, không thể uống nhiều được. Hai người tiếp tục nói chuyện, đề tài trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Bình thường ở bên nhau, ít khi Mỹ và Lệ Dung bỏ ra nhiều thì giờ đàm đạo, lúc nào hình như cũng bận rộn. Kinh nghiệm cho Lệ Dung thấy rằng cứ quăng hết mọi việc đi chơi đại một buổi cho thoải mái thì thấy rồi đâu cũng vào đấy cả. Còn nằm nhà thì hình như chả bao giờ rảnh. Báo chí thường nói rằng ở hải ngoại ai cũng bận, kể cả những người thất nghiệp quanh năm. Đêm nay vì Trình bỏ đi bất ngờ, hai bà kéo nhau ra đây tâm sự. Cả Mỹ và Lệ Dung đều thấy thảnh thơi như một chuyến nghỉ hè ngắn hạn, giúp họ tạm quên thời khóa biểu thường nhật ở nhà. Về tới nhà đã gần 2 giờ sáng, Mỹ thấy lảo đảo đôi chân và mắt nặng trĩu mở không lên. Tuy vậy, nàng cũng không quên gõ cửa phòng ngủ của Trình xem chàng đã về chưa. Và Mỹ giật mình đứng ngơ ngác nhìn vào căn buồng trống vắng, áy náy không hiểu tại sao Trình lại đi hoang quá khuya như vậy. Lệ Dung cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm và nói. Tôi buồn ngủ quá rồi, tôi tắm trước, bà chờ tôi một chút nha. Mỹ không nói gì, uể oải ra salon ngồi xuống. Tự dưng nàng thấy buồn hiu hắt như vừa bị người yêu phản bội. Sự hiện diện của Trình trong căn nhà này đã trở thành một thói quen. Thiếu Trình, Mỹ thấy mất mát một cái gì đáng quý lắm. Chất men trong cơ thể chưa tan, làm nỗi buồn của Mỹ càng tăng thêm. Khi người ta vui, rượu làm vui hơn. Khi cay đắng, rượu đẩy người ta đến chỗ chán đời. Mỹ nằm ra sofa nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề như có cái gì vướng trong cuống họng. Lệ Dung bước ra, tay cầm cái lược gỡ tắt. Tưởng Mỹ đã ngủ, vội vào buồng cầm ra cái gối và tấm chăn mỏng đắp lên ngang ngực Mỹ. Rồi Lệ Dung tắt đèn phòng khách và đi ngủ. Nàng vừa nằm xuống thì có tiếng xe chạy vào sân. Biết là Trình về, nhưng Lệ Dung vẫn kéo chăn đắp và nhắm mắt lại. Nàng không muốn Mỹ và Trình có cảm tưởng là mình chú ý đến Trình. Ngoài phòng khách, Mỹ thở phào nhẹ nhõm, rón rén ngồi dậy vào phòng tắm. Nàng thay đồ ngủ và bước ra đúng lúc Trình vừa tra chìa khóa vào ổ. Nàng nhìn Trình và hỏi. Tôi tưởng anh đi luôn không về chứ. Trình mỉm cười. Cũng định đi luôn nhưng mà biết chị sợ ma nên tôi đành phải về. Chàng khép cửa và hỏi lại. Hơn 2 giờ rồi, sao chị chưa đi ngủ? Mỹ theo Trình vào phòng khách. Tụi tôi cũng vừa mới về. Đến lượt Trình ngạc nhiên. Ủa, hai bà đi đâu mà bây giờ mới về? Mỹ nhún vai đáp. Đi chơi cho đỡ buồn. Dứt lời, Mỹ tiến lại trước cửa phòng Lệ Dung và nói lớn. Bà Dung ơi, ngủ chưa? Ra đây hỏi tội ông Trình này. Dĩ nhiên Lệ Dung chưa ngủ, nhưng nàng nằm im không lên tiếng. Nàng muốn để cho Mỹ và Trình tự do nói chuyện với nhau. Ít lâu nay khi nhận ra Mỹ có cảm tình với Trình,
Lệ Dung thường tạo cơ hội để hai người thoải mái bên nhau, và Lệ Dung thoáng nảy ra ý định dọn ra riêng. Trình thì rõ ràng muốn giữ Lệ Dung ở lại, và điều đó làm Lệ Dung còn lưỡng lự. Trong thâm sâu, nàng thấy Trình cũng dễ mến, đẹp lắm thì lấy cũng được. Chỉ có điều là Trình không giàu, và cũng chẳng hy vọng gì là trong tương lai Trình sẽ giàu. Cái nghề vẽ họa đồ, hoặc ăn lương tháng, hoặc làm khoán, giỏi lắm thì một tuần khoảng 500 Mỹ Kim, sống qua ngày thì đủ, chứ vung tay một chút là thiếu hụt ngay. Lấy một người như Trình, Lệ Dung sẽ trở thành một thứ John Collins, đem tiền nuôi trai, vừa thiệt thòi cho nàng, vừa bị thiên hạ đàm tiếu. Người Mỹ có thể làm agreement trước khi cưới để phân định tài sản rõ rệt trong trường hợp ly dị, nhưng người Việt không thể như thế được, vì còn gì là tình nghĩa. Ở ngoài cửa, Mỹ đứng nghiêng người chờ Lệ Dung lên tiếng, nhưng Lệ Dung không đáp. Mỹ nói bâng quơ: "Cái bà này, đặt mình xuống là ngủ ngay được." Trình ngồi ở sofa, dang thẳng hai tay đặt lên thành ghế, ngước mắt nhìn Mỹ: "Chị cũng đi ngủ đi thôi, khuya quá rồi." Mỹ đứng khoanh tay trước mặt Trình, chiếc áo ngủ màu trắng điểm chấm đỏ dài tới gót chân, đeo bằng hai sợi dây nhỏ trên vai, để lộ hai cánh tay thon nhỏ của Mỹ. Trình nhìn thoáng rồi quay ngay đi, làm bộ vói tay bật tivi. Mỹ ngồi xuống bên cạnh Trình và tò mò hỏi: "Anh đi gặp bà Thương có gì lạ không?" Trình im lặng một chút rồi đáp: "Chuyện dài lắm, để mai tôi kể cho chị nghe." Dứt lời, Trình đưa tay che miệng ngáp. Mỹ đứng dậy và bảo Trình: "Thì thôi, đi ngủ vậy." Trình tắt tivi vào buồng, thay quần áo và leo lên giường. Nhắm mắt lại, chàng hình dung ra Thương và thấy nao nao buồn vì một hoàn cảnh rất khó xử. Buổi tối hôm nay, Trình trở lại căn nhà xưa, nơi chàng đã ở trọ 2 năm đầu tiên của đời tị nạn. Đứa con gái Thương đón Trình ở cửa, lớn quá chẳng nhận không ra. Trong nhà dăm ba người đồng hương đang nói chuyện với Thương, thì thầm hỏi thăm về chồng nàng. Trình vốn là người yêu kỷ niệm, đặt chân đến chốn cũ, chẳng thấy rõ những cảm xúc dâng trào trong lòng. Thương đang ngồi ở salon, thấy Trình cũng đứng bật dậy, mắt long lanh nhìn chàng. Đôi mắt ấy ngày xưa đã nhiều lần toát ra cái vẻ thiết tha mỗi khi ở bên Trình. Chồng của Thương là một người đàn ông có tâm tính bất thường, lúc vui lúc buồn, có thể nổi nóng bất chợt mà không cần phải do một nguyên cớ nào chính đáng. Những khi Hiền, tên của gã, nói cười hòa nhã với Trình, với Thương, Trình thấy rõ Hiền là một người thấm nhuần cái lễ nghĩa của miền Bắc, vừa lịch sự vừa khách sáo. Nhưng chỉ trong giây lát, Hiền có thể nổi cơn tự biến thành cọc cằn thô lỗ với vợ ngay trước mặt khách. Thương nấu cơm tháng cho 6 người ăn, dần dà họ bỏ đi hết, chỉ còn mình Trình. Thương hết sức khổ sở vì thái độ của Hiền, sợ Trình cũng đi luôn, nên nhiều lần nàng phân trần giùm chồng. Hiền thường vắng nhà luôn, gã theo bạn bè uống rượu, đánh bi-sa, có khi cả đêm không về. Cái vẻ bề ngoài vốn xanh xao của Hiền càng ngày càng bơ phờ đến tội nghiệp. Đời tị nạn thiếu gì người vì luyến tiếc dĩ vãng đâm ra thất trí, sống vất vưởng với một tâm thần bất ổn. Nhưng Hiền thì làm gì có dĩ vãng để luyến tiếc. Theo chính lời Hiền kể, ngày trước gã là công nhân trong xưởng chế tạo dép cao su. Qua đây tuy chưa khá hơn, nhưng chắc chắn cũng không phải là xuống dốc. Như thế thì có gì mà phải hận đời. Một hôm Hiền đi nhậu về, tự dưng lớn tiếng chửi vợ và tát đứa con gái mấy cái sưng vêu cả mặt lên. Trình từ trên lầu chạy xuống can. Hiền bừng bừng nổi giận, quay sang chửi Trình: "Mẹ mày, vợ con tao, tao dạy việc gì đến mày?" Trình tái mặt ngơ ngác đứng nhìn Hiền. Chàng bỏ lên nhà làm suy nghĩ và thoáng có cảm tưởng Hiền ngờ vực chàng. Chàng thấy sự hiện diện một cách ngay tình của chàng trong căn nhà này có điều gì bất ổn. Chàng thu xếp đồ đạc và báo cho Thương biết cuối tháng sẽ dọn ra. Nhưng ngay hôm sau, hai vợ chồng Thương lên gõ cửa và vào xin lỗi. Hiền đã hoàn toàn đổi khác, trở về với con người lễ nghĩa cũ. Gã xoa tay khẩn khoản: "Hôm qua em nóng quá, nói nhời không phải, bác đừng để bụng nhé. Bác cứ ở lại đây với chúng em." Thương nhân dịp này nài nỉ 2-3 lần, đồng thời nhắc lại những ân cần của Trình trong quá khứ đối với vợ chồng Thương. Xin việc làm, thông dịch, điền giấy tờ, chỉ dẫn kiến thức thông thường. Bao nhiêu công tác lặt vặt mà Trình đã tận tình giúp đỡ Hiền từ ngày chàng đến ở trọ, khiến Hiền và Thương áy náy khi nghe tin Trình toát bỏ đi. Trình nhìn Hiền cười dè dặt không hỏi, khiến Hiền càng băn khoăn. Gã chớp mắt níu kéo: "Thật em có lỗi với bác quá. Thôi thì 9 bỏ làm 10, mong bác đừng giận." Thương đứng bên cạnh không nói nhiều, nhưng ánh mắt toát ra vẻ mời gọi. Trình lắc đầu cười xòa và bảo Hiền:
tôi sẽ ở lại, nhưng ông phải hứa với tôi là từ nay ông bớt rượu đi nhé. Mọi việc lại trở lại như thường. Trong bữa cơm chiều, Trình hỏi